1, 2, đi. Ok, tôi tên là Phụng. Tôi sống ở Oakland gần 14 năm rồi. Tôi làm trong ngành nail khoảng 12 năm. Nhưng mà cái điều vui nhất á, hạnh phúc nhất của tôi á, thì vợ chồng tôi rất là sống hòa nhã nhau, rất là hạnh phúc. Còn cái điều tôi vui nhất á, là hai đứa con tôi, đứa lớn nó ra trường đại học rồi, đứa thứ nhì thì nó cũng sắp ra, còn 3 tháng nữa ra trường. Và tôi rất là vui mừng. Còn cái điều mà cần nhất á, thì vợ chồng tôi phải gắng làm kiếm tiền để lo lắng cho con tôi tiếp bước cái bước học thêm nữa. Còn cái điều mà tôi lo lắng nhất á, là trong cái ngành nail này, làm nghề nail này thì có nhiều chất chemical quá. Có thể sức khỏe tôi sau này không biết có thể ảnh hưởng cho sức khỏe xấu hay là có thể sống được lâu hay không. Thì tôi có bao nhiêu lời Ok, cảm ơn anh ha. Ok.